Hello, chào mừng xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Trendly Game mới trong tựa game Lord Ruin. Trong video lần này thì mình đang có một ý tưởng nó hơi táo bạo một xíu. Là mình sẽ sử dụng năng lực của trái quỷ Dragon thử kết hợp với những trái quỷ khác, coi là mình có sử dụng chiêu thức được hay không ha. Hiện biết là cũng có rất là nhiều các bạn YouTuber cũng đã test thử ra. Nhưng mà mình muốn thử lại một lần nữa cho nó chắc cú và chắc ăn các bạn. Rồi đầu tiên thì random trái quỷ, thì như các bạn cũng đã biết rồi, mình random ra toàn là từ Mochi nó trở lên. Đây, random cho bạn coi, thấy chưa? Các bạn thấy đúng không? Từ Mochi trở lên. Đã mình nói từ trái quỷ Mochi trở lên đây. Mình nói rõ ràng nha, từ trái Mochi trở lên trên, chứ mình không nói là từ trái Mochi mà nó trở xuống đây. Đấy, nên là ra trái khối là đây là điều tất nhiên rồi các bạn à. Trái khối nằm trong bộ ngủ, mà bây giờ có thêm trái quỷ Kilo và trái spin nữa thì phải là nằm trong bộ thất bộ quát rồi, chứ không còn nằm trong bộ ngủ như lúc trước nữa đâu. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ trái Marker vô. Ok á, à? Không bỏ được thôi, dục luôn chứ. Rồi mình sẽ bắt đầu lấy trái rồng ra nha. Trái rồng thì mình đã có được trái rồng vĩnh viễn à. Lấy ra liền. Lâu quá không xài trái rồng. Vẫn hùng mạnh hùng hồn như lúc xưa. Nhưng mà hiện tại bây giờ đa số mình thấy là mấy bạn xài trái quỷ hức tỉnh không à. Chứ giờ cũng ít bạn xài trái rồng này rồi. Tại vì do cái bộ chiêu của đó, đi ải hay là đi BB gì đó, thì nó không có được thích hợp cho lắm. Nhưng mà mình nói thì mình nói như vậy thôi, đó là theo nhận định của mình. Còn mà những bạn đi BB hay là đi ải gì đó, các bạn có xài hay không thì tùy vào mỗi người ha. Có thể là mình thấy là do con rồng này bự quá, nó BB dễ bị ăn chiêu á. Nhưng mà có những bạn có kỹ năng thượng thừa thì BB thì mấy bạn né chiêu như thần như thánh, làm sao mà ăn chiêu được. Đàn ơi, mình là con rồng vàng 4 số 9 các bạn ơi. Đâu xài chiêu cái coi, sức kích. Thu lại. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy một trái quỷ để mình ăn thử nha. Mình phải lấy những trái quỷ nào đó mà nó cùi thôi. Cùi mà chơi gì đúng không? Mình phải chơi những cái tầm mà nó hàng đỉnh cao. Như trái rồng đi chung với trái Yushi nè. Yushi là trọng lực. Mà trái rồng này đó thì mình có thể biết là rồng bay lượn được. Thì nếu mà không bay được đó thì mình có thể sử dụng trọng lực để thay thế. Coi có thể nào cho con rồng cởi cục đá bay không. Mình đang tưởng tượng nữa các bạn là cái con rồng. À mình biến, mình giữ được hình dạng đó rồi đúng không? Đó, cái mình đứng trên cục đá của trái Yushi á, mình bay. Nó đã, nó tuyệt vời làm sao. Đào thử nha. Bắt đầu. Rồi, ăn trái Yushi vô. Đó, nè. Các bạn thấy rồng nó đang ngậm trái quỷ rồi ha. Ok. Đó, ngon lành cách đạo liên. Hả? Không làm được gì hết, các bạn không bay được. Con rồng nó đứng yên nè. Không sao. Hả thiên thạch. Không được luôn. Ít. Thiên thạch cối. Cũng không được. Triệu hồi thiên thạch. Không được các bạn ơi. Trái rồng kết hợp với trái Yushi là trớt rồi. Mình nghĩ á, là không chỉ kết hợp với trái Yushi đâu, mà kết hợp với những trái quỷ khác á, nó đều không được. Nó chỉ giữ cho các bạn được cái hình dạng rồng mình bay như thế này thôi à. Nó không làm được gì hết à. Đây nè, chiêu Z là chiêu sử dụng cái cục đá của trái Yushi bay nè. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không có làm gì được hết, nó đứng nhìn thôi nè. Đó, Mili cũng không xài được nè. Mình chỉ thấy cái con nhân vật của mình nằm trong cái đầu rồng nè. Không xài được các bạn ơi. Nè, các bạn thấy nhân vật mình đâu. Giờ móc được cái lưỡi hái nè, đó. Giờ rồng xài được cái chiêu duy nhất này nè. Chặt hái. Rồng đang niềng răng các bạn ơi, thông cảm ha. Rồng đang niềng răng, nó không chịu làm việc. Các bạn thấy lưỡi hái bóc nè. Rồng niềng răng.
đang đánh răng cho rồng. Nên là con rồng đứng yên tại chỗ để tận hưởng cái sự sung sướng của từ cái lưỡi hái đánh răng. Tại vì rồng nó đâu có xài bằng chải thông thường đâu, nó phải xài hàng hiệu các bạn à, là lưỡi hái này nè nó. Mình phải móc trong răng, mình môi trong nú mới được. Rồi vậy, vậy là mình cảm thấy là có cái độ trớt trớt rồi nha. Rồi không xài gì được. Ô nè, bật tộc được nè nha. Rồng, con rồng bật tộc được nha các bạn. Mình bật tộc được, bật Haki kìa. Đó, bật Haki được nha, rồng Haki được nha. Đây nè, đây là một cái răng của rồng nha các bạn. Đó, bật Haki lên. Ngoài ra không xài được gì hết à. Bật Haki y như là cái con rồng này nó bị sâu răng đó các bạn. Đây Haki nằm ngay răng của rồng nè, rồng bị sâu răng rồi. Mình mới lấy lưỡi hái mình nại mà. Nại riết mà lưỡi hái đen luôn. Dạ là khi mà ở cái hình dạng rồng rồi đó, các bạn kết hợp với một trái quỷ nào đó thì các bạn chỉ có thể làm được một là móc vũ khí ra giật giật rung chuyển như thế này, còn hai là các bạn bật Haki vũ trang ha. Haki quan sát thì chắc chắn là bật được rồi, 100% rồi. Trời, bật Haki quan sát nhìn rồng đẹp vậy. Nhìn màu vàng nó nổi trội lên liền. Vậy thì cái việc giải cứu này đó thì mình chỉ việc là mình reset lại thôi là được nè. À, reset lại là coi như xong. Trời, rồng đỏ nú luôn rồi. À, là mình có thể sử dụng được năng lực trái quỷ mình mới ăn vào. Trội, mình tưởng đâu á là khi mà mình biến hóa thành cái dạng rồng thì mình có thể xài được chiêu trái Yuji như rồng cỡ trên cục đá này là phải nói là hết bài rồi. Nhưng mà trớt. Đâu, bây giờ mình sẽ thử nữa nha. Mình thử thêm một lần nữa. Giờ mình sẽ lấy trái rồng ra. Cũng là trái rồng à. Rồi mình sẽ lấy một trái quỷ khác ha. Để coi coi. Ở đây mình có trái quỷ nào nhiều thì mình sẽ lấy trái quỷ đó. Gumu à. Gumu không được cho lắm nha. Cái nào ta? Họ lấy Gumu đi ha. Gumu đi, Gumu đi. Gumu mình thấy mình có nhiều mà. À. Rồng sẽ kết hợp với Gumu. Rồi bắt đầu nha. Sẽ bắt đầu biến hóa từ 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 từ. Nó chưa lên đầy cái lóng Fury này, mình không có thể biến hóa được. Lên đây mới biến hóa được. À, ăn trái Gumu vô. Hiện tại là trận đánh của Luffy đang chiến đấu cực thực với Kaido này đúng không nọ. Bây giờ cho Kaido ăn kết hợp trái quỷ Gumu nữa. Vậy gì sẽ xảy ra? Ừ, hả, biết nãy mình vừa ăn cái mình bấm V liền, mình bật G2 lên. Rồi, cũng y cũ các bạn ơi. Cũng chả xài được chiêu gì hết à. Vậy thì giống như là mình nhận định lúc nãy là khi mà các bạn ăn trái rồng đi vào thì không làm được gì. Ngoài mình có thể giật giật cây vũ khí rồi bật Haki đồ các kiểu là điểu thôi, rồi bật tộc đồ lên thôi. Chứ cũng không di chuyển gì được hết ha. Tại vì nó đã mặc định như thế này rồi. Tại vì khi mà biến thành cái dạng rồng rồi đó, các bạn đâu có xài vũ khí gì được đâu. Các bạn chỉ có thể sử dụng một bộ chiêu thức riêng biệt của trái quỷ Dragon thôi. Đây là cái chuyện mà mình ăn một trái quỷ khác vào để kết hợp giống như là trái Phật Tổ á. Thì cái chuyện đó là nó khó lắm. Như Phật Tổ thì mình còn ăn mình kết hợp vào được. Còn riêng trái Dragon thì thôi đi. Không được à, tại vì nó có một cái bộ chiêu thức riêng biệt hết luôn. Nó không giống như Phật Tổ là khi mà các bạn biến lên thành cái dạng Phật Tổ, các bạn có thể sử dụng kiếm được hay là sử dụng mili được, còn này là không được à. Đầu kiếm con nào đánh chơi rồi à, dắt hạn hán nè. Trời ơi, đệ tử của Kaido mà làm sao mà dám đánh mình nè, nè lại đứng nè, dám đâu, làm gì dám. Ơi 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 ơi, vậy là chắc là nó chưa nhận được chủ nhân của nó. Mình phải biến thành cái dạng rồng nó mới biết mình lợi hại là dằn dện gớm ghê cỡ nào. Từ từ các bạn chờ một tí, mình sẽ bẻ cổ lên dắt hạn hán này cho các bạn xem nhanh gọn lẹ xúc tích luôn. Khi mà mình lên rồng thì dắt hạn hán này chỉ có nước là bị mình sáng bạc tay thôi. Lên ở ngươi làm gì được ta đó, cái mình trên đây mình phà ghe xuống quýnh bay dắt hạn hán liền. Làm sao mà chống nổi với một cái quy lực gớm ghê. Ủa sao quýnh quách à, quách à, trời ơi. Ui, dám nhảy lên bẻ đầu rồng này, gan gan nè. Phà nè,
pha liền, bẻ đầu rồng, lại đây bẻ nữa nè, nữa nè, nữa nè, lại đây bẻ đầu rồng, một chán sống rồi hả, sấy đó, đó, vậy mới sợ, nữa nè, xung kích rồng rống, đó, bu vô đây, trời ơi sao, sao mà mình xài chiêu này mình không thấy gì hết luôn á. Cái này mà đi ở trong ải đó các bạn, mà xài chắc điên đầu điên óc luôn trời ơi. Nó không nhận ra chủ nhân của nó luôn mà cũng đúng, mình là rồng vàng mà dạng rồng phay các bạn ơi. Còn mà rồng chính hiệu của nó là màu xanh xanh, chứ không phải là cái màu đó. Hàng chiên quýnh đè đè quýnh thả móc câu phải rào đi, định câu rồng. Thôi được rồi các bạn ơi. Thì coi như là video lần này thì mình định kết hợp trái dragon với trái quỷ UC, nhưng mà thất bại à. Vậy là trái dragon này á thì phải chờ admin tương lai đưa ra một cái dạng thức tỉnh, mà cái dạng mà người lai rồng á đó, thì mình ở cái dạng người mà mình có thể sử dụng kiếm nè, rồi sử dụng melee, thì chắc chắn là mình có thể kết hợp với những trái quỷ khác để sử dụng chiêu cho nó bựa bựa và vô cùng đa dạng ở trong game này ha. Thì mong là cái ngày thức tỉnh trái quỷ dragon sẽ đến sớm. Chắc là mình nghĩ là hết cái app Wano ở trong anime One Piece á, thì admin mới đưa ra một cái thức tỉnh ở cái dạng mà nửa người nửa rồng, cái dạng mà một vảy đầy người đó. Thì các bạn chờ đến cái thời gian đó để cùng mình kết hợp với những trái quỷ khác ha. Còn video lần này thì mình nhận định trái rồng không thể nào mà kết hợp với những trái quỷ khác được, ngoại trừ chờ admin ra một cái bản thức tỉnh update giữa người và rồng kết hợp với nhau là người lai rồng, vậy thì mới có thể kết hợp được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này của mình. Hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Bye bye các bạn.